Những lưu ý khác khi người tuổi Giáp Dần có dự định xây nhà hay mua nhà. Bên cạnh việc xác định năm xây nhà, gia chủ tuổi Giáp Dần cần lưu ý những điều dưới đây để quá trình xây nhà diễn thuận lợi. Lập kế hoạch tài chính chi tiết. Ngôi nhà là tài sản giá trị lớn đối với mỗi người, vậy nên để xây dựng một ngôi nhà khang trang, đẹp đẽ đúng như mong muốn của gia chủ, trước tiên cần lập kế hoạch tài chính chi tiết. Nếu gia chủ có kế hoạch xây nhà vào thời gian tới, cần chuẩn bị kinh phí cho ngôi nhà ít nhất khoảng 3 đến 4 tháng. Nếu không dự trù kinh phí trước, bạn có thể phải dừng lại công trình của mình. Trên thực tế, có rất nhiều gia đình không đủ tiềm năng kinh tế để xây một ngôi nhà khang trang nhưng vẫn tiến hành xây dựng để rồi công trình bị dang dở và phải rất lâu sau mới hoàn thiện được. Chính vì vậy, hãy thiết lập kế hoạch tài chính để hoạch định những khoản chi phí cần thiết cho ngôi nhà như vật liệu xây dựng, công nhà thầy, kỹ sư giám sát công trình, kiến trúc sư, trang bị nội thất và một khoản để chi trả cho những chi phí phát sinh trong quá trình thi công. Sức khỏe. Sức khỏe cũng là yếu tố quan trọng trong quá trình xây nhà. Bởi chỉ khi có sức khỏe tốt, gia chủ mới có thể theo sát quá trình thi công và đưa ra những quyết định chính xác đối với những vấn đề phát sinh. Để có sức khỏe tốt, gia chủ cần xây dựng chế độ ăn uống hợp lý, hạn chế sử dụng rượu bia và các chất kích thích. Ngoài ra, cần thường xuyên luyện tập thể thao để đảm bảo duy trì sức khỏe ổn định. Chuẩn bị đầy đủ các thủ tục pháp lý. Trước khi tiến hành khởi công xây dựng trên mảnh đất thuộc quyền sở hữu, gia chủ cần thực hiện thủ tục pháp lý quan trọng là xin giấy phép xây dựng từ Ủy ban Nhân dân cấp quận, huyện. Theo luật định, việc xin giấy phép thi công là bắt buộc đối với bất kỳ công trình nào ngoại trừ các khu di tích lịch sử hoặc khu đất nằm trong quy hoạch. Để hoàn thành thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng cần chuẩn bị những giấy tờ sau. Một tờ đơn xin cơ quan chức năng cấp giấy phép xây dựng trên phần đất thuộc quyền sở hữu. Một bản sao có hiệu lực pháp lý chứng minh quyền sở hữu nhà đất theo đúng quy định của pháp luật. Bản vẽ thiết kế, trong đó ghi rõ kết cấu và kiến trúc công trình sắp tiến hành thi công. Đối với những ngôi nhà liền kề, cần có bản cam kết về tính an toàn của công trình. Lưu ý về hướng nhà hợp phong thủy. Việc chọn hướng nhà tuổi Giáp Dần hợp tuổi sẽ giúp gia chủ nâng cao triển vọng phát triển sự nghiệp, thu hút tài lộc và hạn chế những điều không may mắn, xua đuổi vận đen. Chính vì vậy, trước khi tiến hành xây nhà, gia chủ nên lựa chọn hướng nhà phù hợp với bát tự. Nam mạng tuổi Giáp Dần thuộc cung Cấn, hành thổ, Tây tứ mệnh nên hợp các hướng sau. Hướng Tây Nam, sinh khí, đem đến nhiều tài lộc, thu hút vượng khí cho gia chủ. Hướng Tây Bắc, thiên y, đem đến nhiều may mắn trong sự nghiệp. Hướng Tây, diên niên, thu hút tài lộc, sự nghiệp thăng tiến, phát triển tốt các mối quan hệ trong gia đình. Hướng Đông Bắc, phục vị, cuộc sống êm đềm, an nhiên. Nữ mạng tuổi Giáp Dần thuộc cung Đoài, hành kim, đông tứ mệnh nên hợp các hướng sau. Hướng Tây Bắc, sinh khí, đem lại nhiều may mắn cho gia đình. Hướng Tây Nam, thiên y, sự nghiệp thăng tiến, gia chủ được quý nhân phù trợ. Hướng Đông Bắc, diên niên, mang lại nhiều phúc khí cho ngôi nhà, cả gia đình sống trong bình an và hạnh phúc. Hướng Tây, phục vị, đem lại sự ổn định, cuộc sống êm ấm.